Theo cảnh báo, thiệt hại của cơn bão này có khả năng là rất tàn phá đối với các làng ven biển. Theo các chuyên gia dự báo bão, bão Kraton lần cuối được theo dõi trên vùng ven biển của quần đảo Balintang ngoài khơi các tỉnh Cagayan và Bataan với sức gió liên tục lên tới 175 km/h và gió giật lên tới 215 km/h. Cơn bão di chuyển chậm về phía Tây và có thể mạnh lên thành siêu bão khi nó chuyển hướng Đông Bắc vào ngày 1 tháng 10 hướng tới Đài Loan, Trung Quốc. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại do bão Kraton ở Philippines. Cơ quan thời tiết Philippines đã cảnh báo về nguy cơ bão mạnh lên đe dọa tính mạng ở mức trung bình đến cao trong 48 giờ tới tại các làng ven biển Bataan, các đảo Babuyan gần đó và tỉnh Cagayan. Đồng thời, cơ quan này cho biết gió mạnh có thể thổi bay mái nhà, quật đổ cây cối, phá hủy đất nông nghiệp và tạo ra các đợt sóng cao. Tình hình có khả năng gây ra thiệt hại rất lớn cho cộng đồng, theo báo cáo của cơ quan thời tiết Philippines. Hàng trăm dân làng đã được sơ tán khỏi khu vực bờ biển, cũng như các cộng đồng dễ bị lũ lụt ở tỉnh Cagayan nơi đã có báo cáo về tình trạng mất điện. Các lớp học ở mọi cấp đã bị hoãn lại trong ngày 30 tháng 9 tại một số tỉnh phía Bắc Philippines như một biện pháp phòng ngừa. Việc ra khơi đi biển đã bị cấm ở các thị trấn và tỉnh phía Bắc đang hứng chịu bão Kraton được gọi là bão Julian theo tiếng địa phương. Khoảng 20 cơn bão và bão lớn tấn công Philippines mỗi năm. Quần đảo này nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, thường xuyên xảy ra các vụ phun trào núi lửa và động đất, khiến quốc gia Đông Nam Á này trở thành một trong những nước hứng chịu nhiều thiên tai nhất thế giới. Năm 2013, bão Haiyan, một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất được ghi nhận trên thế giới, đã khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích, hơn 5 triệu người ở miền trung Philippines phải di rời, san phẳng các ngôi làng, cuốn trôi tàu thuyền vào đất liền. Sau mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGO. Bão Kraton đang hướng về phía Philippines với sức gió mạnh, có khả năng gây thiệt hại nặng nề cho các làng ven biển. Cơ quan thời tiết Philippines đã cảnh báo về nguy cơ bão mạnh lên đe dọa tính mạng và hàng trăm dân làng đã được sơ tán. Bão Kraton là một trong số 20 cơn bão và bão lớn tấn công Philippines mỗi năm, khiến quốc gia này trở thành một trong những nước hứng chịu nhiều thiên tai nhất thế giới.